Tại vùng sản xuất rau an toàn, huyện Quảng Xương, không khí sản xuất rất nhộn nhịp. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, bà con nông dân đang tất bật gieo trồng các loại rau cải, cà chua, đậu. Đồng thời, một số loại rau củ quả cũng đang trong thời điểm thu hoạch nhằm cung cấp cho các thị trường. Trong thời tiết ổn định, thì bà con có màu mỡ thì mới có được tiền tiêu Tết. Dịp cuối năm, giá bán các loại rau màu dao động cao gấp nhiều lần so với bình thường. Điều này tạo thêm động lực để người nông dân đẩy mạnh sản xuất. Theo ngành nông nghiệp địa phương, Thanh Hóa sẽ có khoảng 5.000 hecta rau màu cho thu hoạch trong dịp Tết Nguyên Đán, sản lượng trên 65.000 tấn rau củ quả các loại. Vụ đông là vụ sản xuất thì chuẩn bị cho cái Tết. Tết là rất cần vào cái lượng rau để xuất đi các nơi, đồng thời phục vụ ngay nhân dân trong thôn, trong xã. Huyện cũng đã tập trung chỉ đạo các địa phương hướng dẫn bà con nông dân tưới đủ nước, không gieo trồng gối vụ vào những thời điểm nhiệt độ dưới 15 độ và đặc biệt là không bón phân đạm trong những ngày rét đậm rét hại. Để bảo vệ thành quả nông nghiệp, các địa phương đang tập trung hướng dẫn bà con các biện pháp chống rét, phòng chống sâu bệnh cho rau màu, đồng thời chủ động chăm sóc để đạt hiệu quả cao, đảm bảo nguồn cung cấp cho dịp Tết Nguyên Đán sắp tới.